Ôi. Thôi con ơi. Ôi lộn rồi. Lộn rồi. Lộn rồi. Chết rồi, nó cửa rồi. Chốt cửa rồi, không đó. Nó chốt cửa rồi. Chết bỏi bệnh rồi. Say rượu. Nhược đéo đâu. Ông này tưởng quen nó thì đứng xe nó hút cả ông này nhỉ? Em cho thích cũng cho hút mà. À. Ông này lại phải sửa đèn cho em có đéo đâu. Thế ông này ông đứng nó hút rồi ông này mà. Đi vậy không chạy được chết luôn à. Ông đéo chạy nào không? Chết đấy. Sao không? Ui lào kinh nhỉ. Nó say rượu rồi. Lô. Để sao không thọ nhá? Mày gọi người ra ngoài đường 35 đi địt mẹ thằng say rượu ô tô nó anh thải tông vào xe lên em gọi người lên gọi luôn cả công an lên anh em. Dậy đi. Ra luôn đường 35 này. Ra hết rồi gì anh? Sai mình thì dùng pháp luật anh thì mẹ đánh đấm làm gì? Giờ dựng đấy để đấy. Bảo mày nhá. Mày chết. Mày mày nhá, mày bổ cứu cái mạng của mày nó chó à? Không mình vợ vào đi vào đèn trận đi. Mày cứ mày bổ cứu mày thôi. Ngáo. Mày chạy đi đâu ra cô? Đánh kiểu gì tành nạn. Đi đâu ra?